Ghét cái cà vạt à? Ở đây có ai anti cái cà vạt thì bấm phím một cái. Chị ở đây mọi người rất là yêu thương cái cà vạt, tại vì cà vạt rất là dễ thương. Mọi nhìn xem này, nhìn cái hình tay mèo cu te thế này, cu te thế này lại còn a à, đù anti thật đấy à? Vậy là các khảo hán không đùa tôi thật hả? Mọi người anti cái cà vạt cu te này thật luôn ý hả? Ôi rồi ôi, cà vạt cu te mà hay sim cà vạt chỗ nó nhìn cu te này các cậu ơ nha. Cà vạt cu ôi nó dễ thương thế này à? Này ơ kìa, sao lại suy nghĩ đổi bại thế? Mọi người thuần phong mỹ tục văn hóa truyền thống ở các cậu để ở đâu? Master chào buổi tối, Bencho. Hello em yêu, chào buổi tối. Thế nào, em có thích cái cà vạt của người yêu em không? Em thích đúng không? Trời, cù tè lắm. Cà vạt cù tè lắm. Cậu ấy yêu cà vạt đi. Thế sao mọi người lại ghét mình vậy? Mình cu te thế này, ghét để làm cái gì nhở? À, thế chuyển động mưa đâu? Thấy cả bạt chuyển động mưa đâu? Khổ. Đấy, tao đoán ngay. Kiểu gì có thằng nó ngu như con chó, nó bấm vào nó suốt ngày, nó chỉ cái đầu của nó chỉ xem xét thôi. Biết ngay mà cái tay của thằng này nó không xem, không chịu được. Nhìn thấy cái ảnh sách một phát là tớn tớn đây, là bấm vào nhưng ai biết là mình bị lừa. Ngu như con chó.